đồng bằng sông Cửu Long được xem là vựa lúa của Việt Nam và trên thế giới. Danh xưng này vừa là niềm tự hào và trở thành sứ mệnh phải đảm bảo an ninh lương thực. Để có được điều này, thời gian qua, các tỉnh thành trong vùng tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết, xây dựng thương hiệu để khẳng định vai trò quan trọng của vùng đối với lúa gạo. Nối tiếp thành công vụ lúa đông xuân thắng lợi. Theo các báo cáo của ngành nông nghiệp, vụ hè thu năm nay, toàn vùng có 69% diện tích, tương đương 1 triệu hecta gieo trồng, các loại giống lúa chất lượng cao. Trong khi đề án sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì vẫn chưa được triển khai, thì vùng này đã về đích. Điều này một lần nữa khẳng định, nông dân vùng châu thổ sông Mekong đã tự thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt để tạo ra nông sản phù hợp với nhu cầu thị trường. Sự thích ứng của người nông dân miền Tây làm người ta nhớ lại kỳ tích xuất khẩu gạo trong quá khứ. Còn nhớ giai đoạn 1976-1987, Việt Nam thiếu gạo phải nhập khẩu. Nhưng đến năm 1989, trở thành nước xuất khẩu gạo và đồng bằng sông Cửu Long chiếm đến 95% lượng gạo xuất khẩu. Như vậy, chỉ 3 năm sau khi chính sách đổi mới bắt đầu vào năm 1986, và người nông dân đồng bằng rời khỏi mô hình tập đoàn nông nghiệp thời bao cấp, thì họ đã làm ra lúa gạo không chỉ đủ ăn cho cả nước mà còn dư để xuất khẩu. Người nông dân miền Tây khá nhạy với thị trường, thêm vào đó là sự năng động của doanh nghiệp. Đến nay, dù hạ tầng còn sập xệ và tỷ lệ đầu tư công cho toàn vùng thấp hơn mức trung bình cả nước, thì đồng bằng sông Cửu Long vẫn là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất, đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây và 95% gạo xuất khẩu. Đồng bằng sông Cửu Long giữ vị thế hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế. Đầu tư vào vùng đất này ngày càng được quan tâm hơn. Năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120 mở ra cơ hội cho vùng phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và định hình cho quy hoạch chung của vùng, một quy hoạch tích hợp vùng đầu tiên của cả nước. Tiếp đến, Nghị quyết 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đất này. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, tạo nền tảng phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng. Cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ tiếp tục tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư đồng bằng sông Cửu Long với nhiều mục tiêu lớn được đặt ra. Bức tranh tổng thể tại hội nghị cho thấy còn rất nhiều việc phải làm để giải hàng loạt bài toán phát triển cho cả vùng đất chính trồng, từ liên kết vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Đây là điểm nghẽn lớn nhất cho đến nay, cả đường bộ lẫn đường thủy. Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận hệ thống đường cao tốc chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải với khối lượng lớn, tốc độ nhanh, an toàn. Đến nay, trong toàn vùng mới hoàn thành 91 km đường bộ cao tốc, chỉ bằng 7% trên tổng số 1.200 km của cả nước.